Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với series ăn uống và trải nghiệm. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một loại nước tăng lực đến từ Nhật Bản. Và hãy xem đó là loại nước tăng lực gì nhé. Rồi, cái chai nước tăng lực thần thánh, mình gọi là tạm gọi là nước thánh mà mình muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay đó chính là cái chai này. Cái chai này thì nó là cái chai gì? Thì như các bạn thấy rằng trên cái chai này thì nó ghi toàn cái tiếng lằng xương hoàng gì, thực sự mình cũng không hiểu cái tiếng này là tiếng gì luôn. Đó, nó có rất nhiều các cái chữ ở đây. Mình đoán là có, đây có website của nó là taiho.co.jp. Và cái này mình đã phải mất một thời gian khá dài đi tìm hiểu xem nó là cái chai gì. Và theo tìm hiểu của mình thì đây là một nước tăng lực. Có tên của nó thì đây, cái tên này tên tiếng Anh thì có lẽ rất nhiều người sẽ nhận ra rồi. Nó là Thiovitagon. Đó. Dung tích thì là 30ml. Nhưng mà ở trên này thì nó ghi hoàn toàn là tiếng Nhật, nên là bạn nào mà học tiếng Nhật rồi thì có thể là mình sẽ biết cái chai này. Nhưng mà đối với người không biết tiếng Nhật, mù ngoại ngữ như mình thì phải đi tìm hiểu. Và cái chai này nó chính là chai nước tăng lực rất là nổi tiếng ở bên Nhật Bản. Thì Thiovita là một trong những cái nước uống bổ sung năng lượng được dùng rất là rộng rãi ở đất nước mà trời mọc, đó chính là Nhật Bản. Và cái Thiovitagon này thì được pha trộn từ sữa ong chúa và chiết xuất từ thảo dược. Và nó thì có rất là hiệu quả trong việc mà bổ sung dinh dưỡng và lấy lại các cái cảm giác ngon miệng của người mà sau khi người ta bị bệnh, ốm và trong giai đoạn cần khôi phục sức khỏe. Và cái này thì cũng được dùng cho những người bị suy nhược, gọi là yếu về sức khỏe, biếng ăn. Phụ nữ có thể dùng là trước và sau khi sinh. Đó. Cái thành phần ở trong cái chai này thì nó có ngoài sữa ong chúa và cái thảo dược ra thì nó sẽ có những cái gì nữa thì trên này có ghi ấy, nhưng mà toàn tiếng Nhật thôi. Ở đây thì mình sẽ cố gắng là sắp lại cho anh em. Như vậy thì trong một chai Thiovita 100ml, cái chai to nhá, còn chai này thì chai có 30 thôi, nó là size bé hơn. Thì đối với chai 100ml thì nó sẽ có sữa ong chúa. Sữa ong chúa thì nó sẽ có khoảng là 100mg. Rồi tiếp theo là chiết xuất cà rốt 50mg. Chiết xuất từ nhung hiêu khoảng là 20mg. Có các loại vitamin như là B1 5mg, B5 5mg, B2 là cũng 50mg và B6 là 50mg. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái chất này, đó chính là acid nicotinic amid thì có khoảng là 30g. Và nó sẽ giống như là các cái chai nước tăng lực ở trên thị trường như là Monster hay là một số các cái chai nước Red Bull chẳng hạn. Thì nó sẽ có một cái hàm lượng, đó chính là caffeine, và là 50mg nhá. Cái liều dùng của cái này, nó là một cái thực phẩm chức năng. Thì người lớn trên 15 tuổi mới được sử dụng nha các bạn. Còn trẻ em nhỏ quá thì khi mà các bạn sử dụng, các cháu sử dụng caffeine thì nó sẽ không tốt cho đến cái sự phát triển của các cháu về thể chất. Nên tốt nhất là cái này chỉ được dùng cho những người lớn khoảng 15 tuổi, trẻ em trên 15 tuổi. Và uống mỗi ngày, uống một lần, chỉ uống một lần thôi, và một chai. Đấy, một lần và một chai. Và tốt nhất cái này chúng ta uống vào buổi sáng để có thể là tạo cái sự sảng khoái, tỉnh táo để bắt đầu ngày làm việc tốt nhất cho cơ thể. Và mình không nên sử dụng cái sản phẩm này vào cái buổi trước khi đi ngủ, tại vì nó có hàm lượng caffeine. Các bạn uống vào các bạn sẽ tỉnh như sáo sậu, không thể nào ngủ được đâu. Thế vậy uống cái này thì nó sẽ có những công dụng gì? Thì cái công dụng của nó thì chắc chắn nó sẽ phải đến từ cái những cái thành phần của nó rồi. Thiovitagon này thì nó sẽ có là sữa ong chúa. Sữa ong chúa thì nó có rất nhiều các cái hàm lượng như là tăng sức đề kháng. Tại vì các bạn biết rằng trong mật ong thì nó có cái chất rất là lớn, đó chính là kháng sinh tự nhiên. Rồi còn có cái các loại vitamin B1 này, B2, B6 và B5. Có một lưu ý nữa nhá, thì vì trong cái sản phẩm Thiovitagon này nó có vitamin B2 thì một số người mà khi chúng ta sử dụng cái viên, đặc biệt là cái viên nén B2 mà mình uống để bổ sung năng lượng ấy, hoặc là kiểu như người bị mệt mỏi uống ấy, thì uống B2 thì nó rất dễ gây ra một cái hiện tượng là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ bị hiện tượng nước tiểu vàng. Nên là
Nếu bạn nào sử dụng cái tiêu Vitagon này mà mình dùng xong mà mình đi vệ sinh mình thấy có nước tiểu nó tiện nó vàng một cách kinh khủng thì đừng quá lo lắng nhá. Nó có thể do là cái tác dụng của B2. Ngoài ra thì các cái thành phần đặc biệt của nó là như là chiết xuất nhung hiêu hay là các cái loại như là acid nicotinic thì nó rất là tốt trong cái việc mà hồi phục sức khỏe, là bồi dưỡng cho cơ thể. Và đặc biệt thì cái caffeine thì nó rất dễ là gây cho chúng ta cái sự hưng phấn, sự tỉnh táo, nhưng bù lại nó cũng gây ra một tác phụ nếu các bạn dùng trước khi ngủ, đó chính là gây mất ngủ. Rồi, và là chính vì thế mà ở Nhật người ta khuyến cáo cái này các bạn nên sử dụng vào buổi sáng, hoặc là nếu mà chúng ta cần trong trường hợp mà thức đêm thì mình dùng để gọi là tăng thêm sự tỉnh táo cũng được, nhưng mà tuyệt đối là các bạn dùng để bồi dưỡng sức khỏe thì không nên sử dụng trước khi đi ngủ nhá. Tốt nhất dùng buổi sáng hoặc là cách khoảng 8 tiếng để cho nó có thể tiêu hóa được, mới cả nó hấp thụ được vào cơ thể. Trên thị trường, đặc biệt ở Nhật Bản thì cái chai này, cái tiêu Vita này nó có tận 3 loại cơ các bạn. Thứ nhất là cái chai 100ml, thứ hai nữa là một cái chai 50ml, và cái chai mình đang cầm ở đây là cái chai 30ml. Ở Việt Nam thì cái chai 30ml này thì có vẻ như là mình thấy nhiều hơn. Tại vì khi các bạn biết rồi đấy, khi cái phí ship mà hàng từ Nhật nội địa về Việt Nam thì nó rất là mắc, nên đa số là họ sẽ tận dụng ship những cái chai nhỏ nhỏ như này, bán được nhiều chai hơn và thì giá thành nó sẽ cao hơn. Đó là một chút thông tin về chai Tio Vitagon này. Bây giờ mình sẽ review tổng quan bên ngoài nhá. Ở cái chai này thì nó sẽ có một cái nắp bằng sắt ở đây. Đây là một cái chai thủy tinh các bạn, chai thủy tinh không phải chai nhựa nhá. Đó, trên này nó sẽ có nắp sắt, là nó ghi là Taiho Pharma, là về là Taiho chắc là công ty dược phẩm ở bên Nhật. Cái web của nó cũng chỉ về taiho.co.jp mà. Đó, đây hạn sử dụng cái chai này đây là tháng 6 năm 2021. Như vậy mình đang ở giai đoạn 2019, cái này nó cũng hạn sử dụng khá là lâu các bạn. Đó, cái này thì mình được một người quen bên Nhật cho, mình cũng chả biết ông ấy lấy ở đâu. Rồi bây giờ đây, tiếng Nhật của nó này không hiểu gì luôn. Bên ngoài thì nhìn nó giống như một cái lọ thuốc vậy các bạn. Nó là một lọ thuốc và mình phải mất thời gian mình tra cứu mới biết là nước tăng lực. Chứ đứa này bảo thuốc, bảo đưa mình uống mình cho mình cũng ghê lắm. Cái này cũng phải tra Google thần trưởng. Mình mới gửi đến các bạn một số cái thông tin chi tiết về cái chai này đằng sau này. Bây giờ mình sẽ uống thử nhá. Quả chai này nó khá là bé đấy các bạn, chưa đến găng tay đâu. Chỉ bé tí xíu rồi này. Giờ mình sẽ kiếm cái cốc. Rồi, chai bé xinh thì có cốc nhỏ xinh ở đây, mình sẽ uống cái cốc này. Bây giờ sẽ tiến hành mở nhá. Đây, nguyên niêm phong này các bạn này. Nguyên niêm phong. Chúng ta sẽ tiến hành unlock nó ra xem. Mình cũng khá là háo hức với cái chai. Đó. Cái này mình chỉ cần nó xoay như này nó sẽ ra các bạn này. Đấy. Xoay cái nó ra luôn. Mùi chưa nào? Nó có mùi như mùi thuốc vậy, ghê á. Ông nào bảo là chờ cái chai nó có mùi như nước Red Bull, mùi kẹo cao su gì, không phải. Cái này nó có mùi nó giống như mùi thuốc. Bây giờ mình sẽ đổi ra đây xem màu sắc nó như nào. Vàng khe luôn không ạ? Vàng khe luôn. Trông như ammoniac vậy. Màu sắc của nó thì các bạn cũng có thể nhận ra rồi. Màu của nó thì rất là giống màu của Red Bull luôn, vàng khe. Mà mình thấy mình Red Bull thì nó có vẻ nó hơi hồng hồng, chứ còn cái này nó vàng thật các bạn, vàng một cách kinh dị. Nên các bạn nào uống mà uống xong cái này mà mình thấy nước tiểu mình có biểu hiện vàng thì cũng đừng lo nhé. Có thể là trong quá trình mà chúng ta hấp thụ cái này nó sẽ ngấm cái B2 ở trong này rồi. Giờ mình sẽ nếm thử xem nào như nào. Đầu tiên là mùi rất là khó chịu luôn các bạn. Không phải là mùi thơm hay là cái mùi gọi là giống kiểu nước ngọt đâu, mà nó mùi hăng hắc như mùi nước kháng sinh ấy. Mùi giống mùi kháng sinh. Vị thì sao? Bây giờ mình sẽ thử nhá. Vị nó quan trọng này. Nó ngọt. Nó khá là không đắng đâu các bạn. Ngọt. Sự cái chai này, cái vị của nó rất là ngọt. Nhưng mà cái ngọt của nó thì nó giống một cái vị. Ở đây bạn nào đã từng uống ăn cái ô mai dây của Thái không? Cái ô mai cái dây của Thái nó cứ xoắn 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 này như kiểu con giun ấy.
thì nó mình thấy nó có một cái vị rất giống cái vị ô mai dây, nó ngọt kiểu như vậy. Có thể lúc đầu khi mà mình mở cái này ra mình thấy cái vị của nó nhưng khá là mùi rất giống mùi thuốc kháng sinh, nhưng mà khi mình uống cái này vào mình thấy nó có vị, nó vị ngọt giống cái vị ngọt của ô mai dây chuẩn luôn, mà đặc biệt cái giống cái vị ô mai của Thái, nó ngọt rất là gắt ấy. Thử hết chai này luôn nhá. Ê, một chai 30ml nó chỉ có từng này thôi, như vậy chúng ta chỉ được một chén rượu nha thôi các bạn. 30ml thì thông thường đối với một chai Coca Cola lon Coca thì nó sẽ là 330ml, như vậy thì khoảng là 11 cái chai này mới bằng một lon Coca nha các bạn. Đây, cả một chai Tio Vitagon chúng ta chỉ được một chén này thôi, một chén như này thôi đó. Cái này thì nó có rất nhiều tác dụng ấy. Công dụng của cái này nhá, cái Tio Vitagon này thì nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc mà bổ sung dinh dưỡng và lấy lại cái cảm giác mà ngon miệng cho những người mà sau khi ốm, sau khi bệnh, hoặc là khôi phục sức khỏe của những người mà họ bị suy nhược, thể trạng yếu, biến ăn, lười ăn, phụ nữ trước và sau khi sinh con. Cái này rất nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng ở Việt Nam thì mình không biết thế nào. Cũng có là một số shop ở Việt Nam bán này, nhưng mà toàn hàng xách tay thôi. Cái này thì không có công ty nào nhập. Nếu các bạn, nếu mà cái sản phẩm mà phân phối thị trường Việt Nam, các bạn lưu ý nhá, bắt buộc nó sẽ phải có một cái tem gọi là nhà tem nhập khẩu. Ở đây các bạn thấy rằng đây là hàng xách tay mà, nó sẽ không có một cái tem gì hết. Sẽ có rất nhiều người hỏi là ông này ông uống mẹ một hơi hết cho nó xong. Nhưng mà thật sự để review và đánh giá một cái sản phẩm nước tăng lực thì mình sẽ cần cái thời gian để cái sản phẩm nó hấp thụ. Và thông thường thì nó sẽ phải mất từ 5 đến 10 phút nó bắt đầu ngấm. Thế là mình không thể làm một phát mình tập hết cái này một phát là xong. Thế là mình kết thúc video mình sẽ không đánh giá được cái sản phẩm. Nên trong cái video này nó sẽ khá là dài đó. Anh em cũng thông cảm và cũng hiểu cho là những người review họ sẽ phải có những cái gì mình có thể làm review được. Theo mình Google được thì cái sản phẩm một cái lon bé bé 30ml này thì hiện nay đang được bán ở trên thị trường, họ là hàng chui, hàng nổi thôi, hàng xách tay thôi, với giá là khoảng 50.000 một chai bé này các bạn, 50.000 đó. Như vậy nó cũng không hề rẻ đâu, nó có như một cái vị thuốc bổ ấy, rất là quý luôn. 50.000 một chai 30ml này, nên mình cố sẽ cố gắng uống không còn một cái giọt nào. Ra đắt thì cũng chả đắt đâu, nhưng mà quý tình cảm người gửi tặng cái này, xách một cái sản phẩm từ tận Nhật Bản về cho các bạn phải biết là nó quý như nào. Mà ở Nhật Bản thì cái nó sẽ rất là bình thường phổ biến, nhưng mà đối với người ở Việt Nam mà được tiếp xúc với một cái sản phẩm ở nước ngoài thì thấy nó một cái gì đó rất là lạ. Sau khoảng là mình uống cái này khoảng 10 phút rồi, cái cảm giác của mình khi mà sử dụng cái này đầu tiên là thấy giọng rất là ngọt luôn các bạn, nó đậm đậm giọng ấy, mồm nó như kiểu tép nhảy luôn. Thôi về cái cảm nhận của cái Tio Vitagon này thì mình thấy là thật sự đây là một cái sản phẩm đúng là của Nhật các bạn, nó có một cái mùi vị rất là lạ, rất là đặc trưng, không giống các cái sản phẩm của Thái Lan hay của Việt Nam, mặc dù nó cũng là một cái nước tăng lực. Từ màu sắc đến mùi vị, cả cách trình bày chai này. Còn về hiện tại cái cảm giác của mình sau khi mình sử dụng cái Tio Vitagon này thì thật sự đang cảm thấy khá là hưng phấn. Không biết có phải do tác dụng của này nó ngấm hơn, nhưng mà mình thấy nó khá là, cũng thấy khá là gọi là hưng phấn luôn. Có thể là lần đầu tiên được trải nghiệm một cái sản phẩm lạ như này, và cũng có thể là do các hoạt chất ở trong này mà nó bắt đầu nó ngấm vào cơ thể rồi. Rất là gắt luôn ấy. Mùi vị thì
Nếu lần đầu các bạn uống thử thì sẽ thấy nó có mùi kháng sinh, nhưng mà khi mình uống trải nghiệm những cái giọt cuối cùng này mình thấy nó lại rất là thơm các bạn. Có mùi gì đó rất là thơm, nó kiểu như là mùi thảo dược ấy. Nó không như là các cái nước về nước tăng lực như Red Bull hay là Monster thì nó mình thấy nó có mang tính cái giải khát nhiều hơn. Còn cái chai Tio Vitagon này thì nó mang nhiều cái ý nghĩa về thuốc hơn. Nói chung là cũng uống xong thấy người nó cũng khá là hưng phấn. Bắt đầu những cái dấu hiệu như là mắt lúc ấy nó còn khá là đờ, nhưng mà khi mình sử dụng xong cái sản phẩm này thấy bắt đầu chớp pha cũng khá là khiếp luôn. Thế rồi, thực sự là hơi ít các bạn, nhưng mà mình nghĩ rằng với chỉ một chút 30ml này thôi, nhưng mà cũng nghĩ rằng một chai Tio Vita phiên bản nước tăng lực của Nhật Bản này thì nó cũng là có những cái nét đặc trưng rất là riêng, cũng khá là hút. Rồi như vậy, trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn chai nước tăng lực Tio Vitagon đến từ Nhật Bản. Các cái công dụng này, các cái thành phần trong cái chai nước này, cũng như là chúng ta đã cùng nhau uống thử và trải nghiệm cái Tio Vitagon. Và mình nghĩ rằng đây thật sự là một cái nước tăng lực rất là đẳng cấp của Nhật Bản. Uống nó rất là lạ, rất là độc. Và nó thực sự là cái công dụng của nó, uống nó cũng có một cái gì đó rất là sảng khoái, rất là hưng phấn với cái chai nước này. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ cố gắng tìm ra những cái sản phẩm mới lạ hơn để cùng trải nghiệm. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Ok, xin chào và gặp lại trong các video tiếp theo.